Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu. Đồng nghiệp bất cứ có tìm cầu khả năng nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nguyện nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 400. Kinh những điều Bồ Tát hải ý hỏi về pháp môn tịnh ấn. Quyển 5. Bây giờ Thế Tôn lập lại bằng bài tụng. Pháp này thiện, tịnh lại sáng trong, dấu không hòa hợp, ngang hư không, không trụ, không diệt, không sinh khởi, ấy ấy tùy thâu và Phật ấn. Trụ căn bản kia được tẩm trì, tu tập lâu dài hành tự bi, thế gian cung kính hoặc xem thường, trong tuệ bình đẳng không vui giận. Trí bình đẳng trụ trong pháp tánh, không trụ trong si và pháp si, tuy trụ trong trí tâm vô đắc. Trụ trí bình đẳng thường thanh tịnh, trí thường hiểu rõ việc thân làm, dùng các trí làm lợi thế gian, chúng sinh nếu thấy thân thanh tịnh, đắc trí Phật thù thắng lì cấu. Oai nghi giới thiện không tán loạn, theo việc làm phân biệt hữu vô. Tội lỗi của thân tuy vô tận, sau nay không sinh cũng không mất. Đạt được thân diệu tướng trang nghiêm, tay chân mềm mại phước nghiêm trang, các thân căn viên mãn thanh tịnh. Không nghĩ sắc tướng do trí tạo, đã thấy chúng sinh nghèo hèn khổ, khiêm hạ cung kính chứ chẳng khinh, tôn phụng người trì giới biết pháp, nghe pháp ở họ được thánh đạo. Thật biết pháp tánh thân mình người, biết thật tánh thân của chúng sinh, đắc pháp thân thắng diệu thanh tịnh, chẳng thọ phần đoạn thân địa nhiễm, thường thọ thực thiền triệt trong định, chẳng dùng đoạn thực thêm oai quan. Thuận đời thọ thực chẳng giúp sức, pháp mạng nuôi dưỡng thành cam lộ, thường đạt hành thánh luôn tĩnh lặng, giải thoát khối nhiễm tham sân si, âm thầm hộ giới không thuận nghịch, tại bỏ thân mình không tạo tội, dùng thần lực thường đến ức cõi, tùy thân ứng hiện mà thuyết pháp. Thế gian chiêm ngưỡng thân diệu tướng, họ đều đạt được thân cao đẹp, thân phóng quang minh diệu quang tịnh, chứ khắp phô biên các quốc độ, thân phước chói sáng suốt mềm mại, trừ hết phiền não hại chúng sinh. Chúng sinh địa ngục thường chịu khổ, tiếp xúc hào quang được an vui, thân ấy ung dung khổ đau ngừng, do đấy được lìa khổ địa ngục. Như vậy cùng các thân nghiệp khác, tùy trí thù diệu thiện vô biên, khai mở Phật sự cửa điều phục, Bồ Tát thân nghiệp thanh tịnh ấy. Ngôn ngữ diệu âm ý sạch vui, người trời người thế gian nghe đều thích, pháp đã nói ra đều như thật, pháp này có thể thành cam lồ. Ngôn ngữ lỗi lầm và đọa lạc, phước trí thanh tịnh có thể đoạn, ngõ nghiệp và âm thanh chúng sinh khiến đồng đẳng khắp đều hoan hỷ. Chân thật nói bình đẳng tương tục, lời không đục loạn đều như thật, điều nói ra là hạnh thành thật, trí theo sự thật thành thanh tịnh. Lời nói ngọt ngào tham chấm dứt, gồm lời công đức giải thoát sân, thâm diệu vô cùng đoạn trừ si, ở trong ngàn cõi làm thiện ích, nói ra lời này không phân biệt, chẳng nhờ siêng năng mà giải thoát, tùy căn chúng sinh hoan hỷ sinh, việc làm trí này lời thanh tịnh, khéo tu ý nghiệp thường vô chướng, trong một sát na biết khắp đời, chẳng định khởi diệt hiện hoài nghi mà không thể biết ý Bồ Tát. Thành văn chuyên giác chẳng thể lượng, ý đạo sâu xa của Bồ Tát chẳng sinh tâm tổn hại mình người, không cao vô ngại trí bình đẳng. Bồ Tát thuận đời khéo giác ngộ, không thọ, không nghĩ, không quán sát, không nhập diệt định chứng môn lạc, biện tài với biên đủ tổng trì, nghe phép việc làm trí thường trụ, niệm định không loạn trụ bình đẳng, cái chướng thanh tịnh phiền não dứt, hoàn toàn không thấy lỗi lầm nhỏ, pháp phần bồ đề luận cho biên. Đều gồm thâu hết lìa phóng dật, trí thường tùy trụ thông chỉ quán, mười địa thứ bậc nay chứng thành, cho đến cây đạo thành quả trí, nếu đủ mười loại pháp thanh tịnh, Bồ Tát đã định gọi tùy tuyết hiện tô các hành tịnh viên mãn. Tất cả đạo thiện tịnh thù thắng, từ các quả tịnh tịnh các độ, tất cả pháp thiện thật thù thắng, tướng hảo thuận diệu phước trở quả tròn, ngôi trang bồ đề thiện trụ thiện tô cùng, pháp nhiễm oán sâu đều dứt hết, giữa các pháp thiện bằng tu di, thành tựu tịnh quang bất tư nghị, đắc định ấy là đạt phúc đức. Độ 20 pháp là tịnh ấn, như mặt trời chiếu sáng thế gian, chứng đại bồ đề thắng trí Phật. Bồ Tát khi ngồi đạo thọ rồi, đắc tướng tám thần thông bất cộng, ở trong 500 quốc độ của Phật, thường rộng làm lợi lạc thế gian, chư Phật đều đến ban vô ý, ngợi khen rất dũng mãnh tối thắng, có thể hàng phục các ma quân, chứng bồ đề tụ tán vô thượng.
được thân tâm ấy thắng công đức, quyết định bày, quyết định thành tựu Phật ấn này. Nếu muốn tu môn công đức ấy, giới tâm Bồ Đề phải kiên dũng. Bây giờ Tứ Tôn đã bảo Đại Bồ Tát Hải Ý, này Hải Ý, vì duyên cơ ấy, nếu Bồ Tát muốn đắc pháp môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn Tự Thuyết và Tuệ Vô Cấu Tự Thuyết, thì phải trụ hai loại tâm: một, tâm không trược loạn; hai, tâm không có bẩn. Tâm không trược loạn là tự tánh của tâm thanh tịnh sáng suốt, không chấp chứa hết phần trần phiền não, pháp tánh thường trú vốn tự sáng suốt. Tất cả sự tác ý không có chỗ tích tập, vì không trần cấu nên lìa tham, vì không phân biệt nên lìa sân, vì vô ngã nên lìa si, hoàn toàn thanh tịnh rốt ráo, không có uế, quang minh tự tại như chỗ giải thoát. Tất cả pháp cũng như vậy, vì an trú theo chân như bình đẳng như chỗ giải thoát. Tất cả pháp cũng vậy, vì an trú theo pháp giới bình đẳng như chỗ giải thoát. Tất cả pháp cũng vậy, vì an trú theo thực tế bình đẳng như chỗ giải thoát. Tất cả pháp cũng vậy, vì an trú theo không bình đẳng, vì an trú theo vô tướng, vô nguyện, vô tạo, vô tác, vô sinh, vô khởi bình đẳng như chỗ giải thoát. Pháp hữu vi cũng vậy, vì an trú theo pháp vô vi bình đẳng, tức là pháp bình đẳng tùy trú này, không tụ không tan, chẳng phải là chỗ biết của trí. Đây gọi là tâm không trược loạn, tức là dùng pháp này vì chúng sinh và Bồ Đắc Già La mà khác mà hiển bày, khai thị. Đối với pháp tự tha không khởi loạn động, đây tức là tâm không có bẩn. Này hãy ý, đầy đủ tâm không trược loạn, tâm không có bẩn đó, tức là có thể đạt đến môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn Tự Thuyết. Bây giờ hãy Bồ Tát Bạch Phật, Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này hết mực sâu xa, Phật nói, không đạt đến chỗ tột cùng. Hãy ý lại thưa, Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất khó gặp, Phật nói. Dị lìa hai pháp, lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất khó hiểu, Phật nói, vì vô ngã và ngã sở. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất khó biết, Phật nói, chỉ biết hai pháp thức và trí đều bình đẳng. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không trược loạn, Phật nói, vì đắc giải thoát vô ngại. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất là vi diệu, Phật nói, vì lìa các ví dụ. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất linh, rất tinh thật, Phật nói, vì đắc trí kiếm can dụ. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không hư hoại, Phật nói, vì trước sau không bị phá vỡ. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không đắm chấp, Phật nói, vì siêu vượt tất cả tham đắm vướng mắc. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này đắc văn minh lớn, Phật nói, vì lìa các sự tâm tối. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này rất thanh tịnh, Phật nói, vì rốt ráo không nhiễm ô. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này bản tánh vô cấu, Phật nói, vì lìa mọi tham trần. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không có chốn hành, Phật nói, vì ba cõi không hành. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không hí luận, Phật nói, vì siêu việt hí luận. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này không động, Phật nói, vì rốt ráo vắng lặng. Lại thưa Bà Thế Tôn, Tam Ma Địa này tuần nhập hết thảy xứ, Phật nói, vì ngang bằng với hư không. Bây giờ Bồ Tát Hải Ý là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu như thế thì làm sao có thể phát khởi tánh hạnh, làm thế nào để đạt được môn Tam Ma Địa Tịnh Ấn Tự Thuyết? Phật nói, này Hải Ý, ví như có người muốn đánh nhau giữa hư không. Khi ấy, đối với hư không kia, bèn mang giáp mũ, Bồ Tát cũng như thế. Môn đất Tam Ma Địa Tịnh Ấn Tự Thuyết thì cần phải trang bị bằng giáp mũ các pháp bình đẳng. Vì sao, này Hải Ý? Dễ hễ có cái diệt liền có cái khái khởi. Lại nữa hai ý, chủng tử tức là hữu vi, chủng tử vô biểu là vô vi. Tam Ma Địa này chẳng phải chỗ biết của nhãn thức, chẳng phải chỗ biết của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Tam Ma Địa này không thể biểu hiện nên biết nó vô tri cũng chẳng phải vô tri. Tam Ma Địa này không có tướng biểu hiện, vì đối với tất cả pháp biết rõ bình đẳng, đây gọi là chánh đẳng chánh giác. Lại nữa hãy ý, vì ta không thấy có pháp nào là tướng nhiễm nên thành đẳng chánh giác, cũng chẳng thấy có pháp nào là tướng tịnh nên thành đẳng chánh giác. Nó có tướng là nhiễm thì chính tướng ấy là tịnh, chỗ gọi là tướng thì tự tánh thanh tịnh. Nếu là tướng với tự tánh thanh tịnh tức là vô tướng, nếu là vô tướng tức là tướng vô hành, nếu là tướng vô hành tức không có một pháp nhỏ nào có thể biểu hiện. Do không biểu hiện nên không biết được tất cả pháp. Nếu pháp không có chủ thể biểu hiện và đối tượng biểu hiện, thì như vậy là không có văn tự ghi chép. Nếu không có văn tự ghi chép thì gọi là như. Nhưng tại sao gọi là như? Đó là đối với sau, trước, giữa cũng thế.
tức tất cả pháp ba đời đều không. Sao gọi là không? Đó là vô tác. Nghĩa là vô tác này cũng vô tác, cũng chẳng phải vô tác. Vì vậy, đây gọi là không. Nói vô tác nghĩa là gì? Vô tác là không có các hành hiện tiền tạo tác. Chứ không có mảy may pháp nào có thể tạo tác. Vì vậy, đây gọi là vô tác. Còn tại sao gọi là không có các hành hiện tiền? Nghĩa là không có hành hiện tiền của thân, hành hiện tiền của miệng và hành hiện tiền của tâm. Đây gọi là không có hành hiện tiền. Nếu không có hành hiện tiền tức là vô vi. Nếu là vô vi thì không sinh, không diệt, cũng không xứ sở. Tức là pháp không sinh, không diệt, không xứ sở là cũng không xứ. Tại sao là gọi là không xứ? Đó là hiện tiền các hành không có trú xứ. Vì vậy gọi là không xứ. Vì sao? Nghĩa là thức không ở trong sắc, cũng không ở trong thọ tưởng hành. Nếu thức không chỗ trú, tức là chánh trí, mà chánh trí ấy tức là trí không lãnh nạp. Nếu trí không lãnh nạp, tức là không ý lạc tăng thượng. Nếu không ý lạc tăng thượng, tức là không tranh, không tranh luận. Nếu không tranh luận, tức là không loạn động. Nếu không loạn động, tức là không bức não. Nếu không bức não, tức là không thiêu đốt. Nếu không thiêu đốt, tức được dừng nghỉ. Nếu được dừng nghỉ, tức là an trú sự vắng lặng cùng khắp. Nếu an trú nơi sự vắng lặng cùng khắp, tức là an trú gần sự vắng lặng. Nếu an trú gần sự vắng lặng thì được gọi là sự vắng lặng lớn. Vì vậy trước đã nói là trí không lãnh nạp. Đó là lời Phật dạy. Này hại ý, pháp này sâu xa khó thấy khó hiểu. Nếu có người được nghe pháp như thế mà phát sinh tinh hiểu thì người ấy có tất cả pháp điên đảo, phiền não chấp trước ràng buộc đều được giải thoát. Tức là có thể nắm giữ tạng pháp của chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại, làm đại đạo sư mở bày vô lượng chánh đạo cho tất cả chúng sinh, làm đại y phương khéo trị lành tất cả bệnh phiền não vô tướng của chúng sinh. Như thế là dùng sự cúng dường to lớn, cúng dường khắp Như Lai, chẳng bao lâu sẽ chứng đắc môn Tam Ma Địa tịnh ấn tự thuyết. Việc làm quyết định ở trong pháp đại thừa này có thể khéo tích tập làm thiền pháp lớn, có thể giúp đưa vô lượng chúng sinh ra khỏi biển sinh tử, làm đại chánh sĩ hàng phục các ma, định diễn không rơi vào chốn dụ dẫn của ma. Bây giờ Bồ Tát hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào có thể hàng phục tất cả ma oán? Phật nói này hãy ý, nếu Bồ Tát dùng tâm không tạo tác thì đối với tất cả có thể thâu nhận hết, tức là Bồ Tát ấy có thể hàng phục tất cả ma oán. Lại nếu Bồ Tát dùng tâm không tạo tác thì ở nơi tất cả tướng của đối tượng duyên kia có thể phát khởi, tức là Bồ Tát ấy có thể hàng phục tất cả ma oán. Hãy ý nên biết ma có bốn loại, những gì là bốn? Một uẩn ma, hai phiền não ma, ba tưởng ma và bốn thiên ma. Nếu quan sát kỹ pháp huyễn, tức là có thể hàng phục uẩn ma. Nếu an trụ pháp không thì có thể hàng phục phiền não ma. Quan sát kỹ pháp không sinh khởi là có thể hàng phục tưởng ma. Cùng lúc nương dừng tất cả pháp ý hướng đến diệt đạo, tức có thể hàng phục thiên ma. Lại nữa, biết khổ có thể hàng phục uẩn ma, đoạn tập có thể hàng phục phiền não ma, chứng diệu có thể hàng phục tưởng ma, tu đạo có thể hàng phục thiên ma. Lại nữa, quan sát các hành là khổ có thể hàng phục uẩn ma, quan sát các hành là vô thường có thể hàng phục phiền não ma, quan sát các pháp là vô ngã có thể hàng phục tưởng ma, quan sát niết bàn tập tỉnh có thể hàng phục thiên ma. Lần nữa, Bồ Tát nên bên trong đoạn trừ phiền não có bẩn nhưng không quên mất tâm đại bồ đề, thực hành bố thí, tức là có thể thu phục uẩn ma. Nếu Bồ Tát không tiếc thân mạng cũng không bị ràng buộc, khi hành bố thí xong có thể hồi hướng về nhất thiết trí, tức có thể thu phục phiền não ma. Nếu Bồ Tát luôn nghĩ của cái giàu có là vô thường, ta sẽ cùng với tất cả thọ cả họ sử dụng chung, thành thật với họ bố thí như thế rồi có thể hồi hướng về nhất thiết trí thì có thể thu phục tử ma. Nếu Bồ Tát ở chỗ tất cả chúng sinh, không bỏ mất tâm đại bi, dùng trí tuệ giải thoát, thu phục khắp chúng sinh, thực hành bố thí rồi, có thể hồi hướng về nhất thiết trí, thì như vậy là có thể thu phục thiên ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cơ những điều Bồ Tát hãy ý hỏi về pháp môn tịnh ấn, quyển 6. Lại nữa này hãy ý, nếu Bồ Tát tuy sinh vào các cõi không chỗ mong cầu nhưng khéo giữ gìn giới hạnh thì có thể hàng phục uẩn ma. Nếu ngã kiến không chỗ nương tựa mà khéo giữ gìn giới hạnh thì có thể hàng phục phiền não ma. Nếu dùng tịnh giới khiến các chúng sinh xuất ly sinh tử tự giữ gìn giới hạnh thì có thể hàng phục tưởng ma. Nếu khởi niệm này ta khiến cho tất cả chúng sinh
hủy hoại giới cấm đều được an trú trong tịnh giới của bậc thánh. Tờ giữ gìn giới hạnh chỉ có thể hàng phục thiên ma. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi ngã không chỗ thủ đắc, tu hành nhẫn nhục thì có thể hàng phục uẩn ba. Đối với chúng sinh không chỗ thủ đắc, tu hành nhẫn nhục thì có thể hàng phục phiền não ma. Đối với sinh tử không chỗ thủ đắc, tu hành nhẫn nhục thì có thể hàng phục tử ma. Đối với niết bàn không chỗ thủ đắc, tu hành nhẫn nhục thì có thể hàng phục thiên ma. Lần nữa, Bồ Tát vì thân tịch tỉnh nên phát khởi tinh tấn có thể hàng phục uẩn ma. Vì tâm tịch tỉnh nên phát khởi tinh tấn có thể vượt qua phiền não ma. Vì thấu đạt vô sinh vô khởi nên phát khởi tinh tấn có thể vượt qua tử ma. Ở trong sinh tử chưa từng mệt mỏi, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Thâu nhận chánh pháp, phát khởi tinh tấn có thể vượt qua thiên ma. Lần nữa, Bồ Tát không nương tựa uẩn mà tu định có thể vượt qua uẩn ma. Không nương tựa giới mà tu định có thể vượt phiền não ma. Không nương tựa xứ mà tu định có thể vượt qua tử ma. Đối với các thiền chi khác, tất cả đều hồi hướng đến Bồ Đề thì có thể vượt qua thiên ma. Là nữa, Bồ Tát có thể dùng chánh tuệ biết rõ các uẩn thì có thể hàng phục uẩn ma. Khi biết các giới có thể hàng phục phiền não ma. Khi biết các nhập có thể hàng phục tử ma. Tuy biết rõ duyên sinh nhưng đối với thực tế cũng không thủ chứng, tức có thể hàng phục thiên ma. Là nữa, Bồ Tát hiểu các pháp không thì uẩn ma kia không thể thao túng. Ý luôn tin các pháp là vô tướng thì phiền não ma không thể thao túng. Biết tất cả pháp mà vô nguyện thì tưởng ma không thể thao túng. Biết tất cả pháp mà không tạo tác cũng không nghi hoặc. Nhưng đối với hạnh lành, tâm không nhàm chán thì thiên ma không thể thao túng. Là nữa, Bồ Tát quán niệm xứ thân trong thân mà tu hành cũng không cùng thân khởi sự tìm cầu thì có thể phá trừ uẩn ma. Theo quán niệm xứ thọ trong thọ mà tu hành cũng không cùng có tùng thọ khởi sự tìm cầu thì có thể phá trừ phiền não ma. Theo quán niệm xứ tâm trong tâm mà tu hành cũng không cùng tâm khởi sự tìm cầu thì có thể phá trừ tử ma. Theo quán niệm xứ pháp trong pháp mà tu hành cũng không cùng pháp khởi tìm cầu. Đối với quả bồ đề, ý cũng không động thì có thể phá trừ thiên ma. Là nữa, hãy ý này, ông nên biết các loại ma nghiệp như thế này đều do ngã làm căn bản. Nếu Bồ Tát đối với ngã căn bản mà không khởi, tức là đối với ngã là vô ngã, trong đó không có một pháp nhỏ nào có thể khởi như thế, tức là dùng trí hiện lượng để biết. Lời nói đến Bồ Tát vì các chúng sinh vô trí kia mà mang giáp đại thừa thì Bồ Tát cần phải cùng lúc không nương tựa vào mình và người thì mới nên mang áo giáp ấy. Bồ Tát bèn tự tư duy, ta sẽ làm thế nào để được áo giáp kiên cố bất hoại này, là tư duy áo giáp mà ta mang không làm hoại ta, cũng không hoại chúng sinh, cũng không hoại các loại thọ nhận, sĩ phu, nuôi dưỡng và đặc giả la ý sinh. Hoặc nếu nương tựa vào các kiến về ngã nhân chúng sinh thọ giả của đặc giả la, tức là có chấp trước. Vì vậy ta nên bỏ các thứ nương tựa. Về nương tựa cái gì? Nghĩa là nương tựa điên đảo trong ẩn xứ giới. Điên đảo chỗ nào? Vì các chúng sinh ở trong vô thường tưởng là thường, khổ tưởng là vui, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Nếu Bồ Tát có thể biết đúng về các tưởng ấy, tức là đáp ứng đúng căn cơ mà thuyết pháp yếu, thế nào là biết đúng tưởng? Nghĩa là nếu không lãnh thọ, không nắm bắt thì có thể biết đúng. Vì sao? Vì nếu đây không lãnh thọ thì kia không nắm bắt, nếu đây không nắm bắt thì kia không lãnh thọ. Nếu như thế thì không si mê, có thể biết đúng tưởng. Bồ Tát hãy bạch Phật: Bà Thế Tôn, làm sao biết tưởng là quá khứ, vị lai và hiện tại? Phật nói: chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì sao? Vì tưởng quá khứ đã qua, tưởng vị lai chưa đến, tưởng hiện tại không đứng yên. Vì vậy nên biết tưởng trong ban đời không thể nắm bắt được, như thế mới có thể biết đúng tưởng. Do biết đúng tưởng nên có thể làm thanh tịnh tất cả hành của đối tượng hành, nên Bồ Tát là hiểu rõ các loại hành của tất cả chúng sinh. Này hãy ý, nếu Bồ Tát không thể làm thanh tịnh các hành của Bồ Tát thì không thể biết việc làm của chúng sinh. Lại nữa, nếu có thể biết các việc làm của chúng sinh thì có thể làm thanh tịnh các hành của Bồ Tát. Vì hiểu rõ việc làm của chúng sinh như thế nên vì chúng sinh thuyết pháp đúng căn cơ mới có thể tùy theo tâm của các chúng sinh mà chuyển hóa, chỗ cần thể hiện đều có thể biết hết. Hãy ý nên biết, và có chúng sinh hành sân với ý tham, có chúng sinh hành tham với ý sân, có chúng sinh hành sân với ý si, có chúng sinh hành tham với ý si, có chúng sinh hành si với ý tham, có chúng sinh hành si với ý sân, có chúng sinh hành tham với ý sân si, có chúng sinh hành sân với ý si tham, là có chúng sinh giả hiện tham mà thụ sân.
giả hiện thân sân mà thủ tham, giả hiện sân và thủ mà thủ si, giả hiện si mà thủ sân, giả hiện si mà thủ tham, giả hiện tham mà thủ si, giả hiện tham sân mà thủ si, giả hiện sân si mà thủ tham, giả hiện si tham mà thủ sân. Là có chúng sinh trước tham sau sân, trước sân sau tham, trước sân sau si, trước si sau sân, trước si sau tham, trước tham sau si, trước tham sân sau si, trước sân si sau tham, trước si tham sau sân, trước sân si, trước si sân sau tham. Là có chúng sinh đối với sắc khởi tham, đối với thanh khởi sân, đối với thanh khởi tham, đối với sắc khởi sân, đối với hương khởi tham, đối với vị khởi sân, đối với vị khởi tham, đối với hương khởi sân, đối với xúc khởi tham, đối với pháp khởi sân, đối với pháp khởi tham, đối với xúc khởi sân. Là có chúng sinh do lìa sắc nên được điều phục chứ không do lìa thanh, có chúng sinh lìa thanh nên được điều phục chứ không do lìa sắc, có chúng sinh lìa hương nên được điều phục chứ không do lìa vị, có chúng sinh lìa vị nên được điều phục chứ không do lìa hương. Có chúng sinh lìa xúc mà được điều phục chứ không do lìa pháp, có chúng sinh lìa pháp mà được điều phục chứ không do lìa xúc. Là có chúng sinh do lìa thân mà được điều phục chứ không do lìa tâm, do lìa tâm mà được điều phục chứ không do lìa thân. Là có chúng sinh cũng do lìa thân cũng do lìa tâm mà được điều phục, có chúng sinh không do lìa thân không do lìa tâm mà được điều phục. Là có chúng sinh do âm thanh vô thường mà được điều phục chứ không do âm thanh khổ vô ngã tịch tỉnh, có chúng sinh do âm thanh khổ chứ không do âm thanh vô thường vô ngã tịch tỉnh, có chúng sinh do âm thanh vô ngã chứ không do âm thanh vô thường khổ tịch tỉnh, có chúng sinh do âm thanh tịch tỉnh chứ không do âm thanh vô thường khổ vô ngã. Là có chúng sinh do có thuyết pháp thần biến mà được điều phục chứ không do giáo giới thần biến, có chúng sinh do giáo giới thần biến mà được điều phục chứ không do thuyết pháp thần biến, có chúng sinh do thần cảnh thần biến mà được điều phục chứ không do thuyết pháp giáo giới thần biến. Là có chúng sinh do thuyết pháp thần biến mà được sinh mà sinh tinh hiểu, có chúng sinh do giáo giới thần biến mà được xa trần, có chúng sinh do thần cảnh thần biến mà được giải thoát. Là có chúng sinh lợi căn siêng tu hành giải thoát đoạn căn, có chúng sinh đoạn căn siêng tu hành giải thoát lợi căn. Có chúng sinh đoạn căn siêng tu hành giải thoát đoạn căn, có chúng sinh lợi căn siêng tu hành giải thoát lợi căn. Là có chúng sinh do nhân mà được giải thoát chứ không do duyên, có chúng sinh do duyên mà được giải thoát chứ không do nhân. Cũng có chúng sinh do nhân cũng được do duyên mà được giải thoát. Là có chúng sinh không do nhân không do duyên mà được giải thoát. Là có chúng sinh do quán tội lỗi bên trong mà được giải thoát chứ không do quán tội lỗi bên ngoài, có chúng sinh do quán tội lỗi bên ngoài mà được giải thoát chứ không do quán tội lỗi bên trong, có chúng sinh cũng do quán các tội lỗi bên trong cũng do quán tội lỗi bên ngoài mà được giải thoát, có chúng sinh không do quán các tội lỗi bên trong không do quán tội lỗi bên ngoài mà được giải thoát. Là có chúng sinh tu lạc mà chứng thành giải thoát chứ không do tu khổ, có chúng sinh do tu khổ chứ không do tu lạc, có chúng sinh cũng do tu khổ cũng do tu lạc, có chúng sinh không do tu lạc cũng không do tu khổ. Là có chúng sinh do tướng cảnh phát khởi mà được điều phục, do tướng an chỉ mà được điều phục, do tướng hàng phục mà được điều phục, do tướng khéo thôn nhiếp mà được điều phục, có chúng sinh do tướng thiện mà được điều phục, có chúng sinh do tướng bất thiện mà được điều phục, có chúng sinh do tướng sân mà được điều phục, có chúng sinh do ba tướng mà được điều phục, có chúng sinh do tướng hoàng hoàng nhãn hoảng mà được điều phục, có chúng sinh do pháp duyên sinh mà được điều phục, có chúng sinh do hạnh im lặng mà được giải thoát, có chúng sinh do hạnh sai biệt mà được giải thoát, có chúng sinh do tiếng pháp niệm xứ, có chúng sinh do tiếng chánh đoạn, có chúng sinh do tiếng thần túc, có chúng sinh do tiếng căn, có chúng sinh do tiếng lực, có chúng sinh do tiếng giác chi, có chúng sinh do tiếng chánh đạo, có chúng sinh do tiếng samatha, có chúng sinh do tiếng tìm bát xá đa, có chúng sinh do tiếng bốn tánh đế mà được giải thoát. Này hãy ý nhân pháp như thế, chẳng thể nghĩ bàn. Việc làm của chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, tâm ý của chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới của chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Nếu Bồ Tát nhập trí chẳng thể nghĩ bàn, thì khi nhập rồi liền có thể vào khắp cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của chúng sinh. Này hãy ý, ví như có người đi khắp bốn phương dùng dây đan lưới, vì nhau chân ấy người đó bỗng nhiên ở trong lưới, người này muốn thoát ra khỏi lưới đó khéo dùng sức thần chú, nên sau đó lưới này bị sức thần chú gia trì nên đều bị dứt hết, người ấy tùy ý ra khỏi không vướng mắc. Bồ Tát cũng giống như thế, do đầy đủ phương tiện khéo léo nên vào khắp tất cả tâm ý chúng sinh, vào rồi thì có thể dùng sức minh chú bát nhã ba la mật đa dứt hết phiền não buộc ràng của tất cả chúng sinh,
Nhưng Bồ Tát cũng không chứng Phật trí mà bị khắp tất cả chúng sanh hiện khởi hành dụng tất cả Phật sự. Bây giờ Tôn giả sẽ là tội tiến tới trước. Tôi với Thế Tôn, hy hữu thay Thế Tôn, có vô lượng tâm hạnh của chúng sinh cho đến trí Phật và thể nghĩ bàn thật rất kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát mới phát tâm nghe nói vô lượng tâm hành này của chúng sinh và vô lượng trí Phật thì khi nghe rồi có sinh kinh sợ không? Phật nói: này Tôn giả Xá Lợi Phất, theo ý ông thì sao? Ví như sư tử con mới sinh nghe tiếng sư tử gầm có kinh sợ chăng? Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, không. Phật nói: này Xá Lợi Tử, Bồ Tát mới phát tâm cũng giống như thế. Nghe Phật Như Lai gầm lên tiếng gầm sư tử rồi chẳng sinh kinh sợ, nghe nói vô lượng tâm hành của chúng sinh rồi cũng không kinh sợ. Này Xá Lợi Tử, là như một đốm lửa nhỏ không sợ hãi tất cả cỏ cây, lửa cũng không nghĩ ta không có năng lực thiêu đốt các cỏ cây. Bồ Tát mới phát tâm cũng giống như thế. Ánh sáng trí tuệ tuy rất nhỏ nhưng đối với phiền não của tất cả chúng sinh không sinh sợ hãi. Bồ Tát cũng không nghĩ thế này, ta không thể dứt phiền não của chúng sinh. Vì sao? Nếu Bồ Tát khởi ý sâu xa kiên cố và dùng tuệ thành tựu và quan sát như tật thì liền có thể dứt trừ phiền não của chúng sinh. Này Xá Lợi Tử, là như vào thời kiếp tận có lửa cùng với tất cả cỏ cây lùm rùm hoa quả trên mặt đất hẹn sẽ đánh nhau, đến ngày thứ bảy sẽ khởi chiến. Khi ấy cỏ cây trên mặt đất và tất cả cỏ cây khác nhóm họp lại bàn luận với nhau: quý vị có sức mạnh có thể viện trợ cho chúng tôi. Bây giờ các loại cây cỏ dùng chứa lại thành đống cao như núi Tu Di. Có người đến bảo với lửa: cỏ cây dùng lại quá nhiều, ngươi chỉ lẻ loi một mình, tại sao ngươi không cầu trợ giúp cho nhiều? Sức của ngươi làm sao có thể địch lại với số đông cỏ cây? Lửa kia đáp: tôi này không cần cầu ai giúp sức. Vì sao? Vì các cỏ cây tuy nhiều, nhưng sức của tôi có thể địch lại tất cả, làm cho lũ cỏ cây kia đã bị tiêu diệt, không còn gì. Bồ Tát cũng vậy, tùy theo tất cả phiền não của vô lượng chúng sinh, Bồ Tát tức thời phóng vô lượng lửa trí tuệ. Sức lửa ấy sẽ thắng địch, là nữa Bồ Tát phát khởi ý sâu xa kiên cố ở trong khối phiền não của tất cả chúng sinh, dùng tuệ đã thành tựu mà quan sát như thật, liền có thể dứt trừ phiền não của tất cả chúng sinh. Hoặc nếu Bồ Tát dục thủ chứng pháp lìa phiền não mà xả phiền não thì liền nhanh chóng rơi vào quả vị thanh văn chuyên giác. Này Xá Lợi Tử, vì vậy cho nên ông phải biết, nếu Bồ Tát nào ở trong khối tất cả phiền não mà có thể thắc ý sâu xa kiên cố quan sát như thật thì đối với sức của tất cả các loại phiền não đều có thể thắng phục. Này Xá Lợi Tử, nếu có người được nghe nói như thế mà chẳng kinh sợ thì nên biết đó là Bồ Tát có phương tiện khéo léo. Này Xá Lợi Tử, là như rắn độc khi cắn thì không có bạn giúp sức, Bồ Tát mới phát tâm cũng vậy, khi tu tập pháp phần Bồ Đề cũng một mình không có bạn bè giúp sức, chỉ tự tu tập pháp phần Bồ Đề. Là như lửa đom đóm chẳng thể hớt ánh sáng to lớn của trăm ngàn mặt trời, tất cả phiền não cũng lại như thế, chẳng thể địch nổi ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát. Là như loại thuốc trừ độc, hình dạng tuy rất nhỏ nhưng có thể giải trừ sự độc hại cho to lớn, Bồ Tát cũng vậy. Loại thuốc trí tuệ tuy rất nhỏ nhưng có thể dứt trừ các độc phiền não. Là như trời mưa, cơn mưa đồng một vị, tùy theo chỗ mưa rơi, đồ chứa có khác nên thành ra các loại mùi vị sai khác, Bồ Tát cũng vậy, tu tập trí nhất vị giải thoát. Tùy theo căn tánh của các loài chúng sinh mà có các loại thuyết pháp khác nhau. Là như vàng diêm phù đàn xuất hiện trên đời sáng chói, là luôn mờ các loại cho bố khác, Bồ Tát đại bảo xuất hiện thế gian cũng giống như vậy, sáng chói che mờ tất cả thanh văn chuyên giác. Là như chuyện Luân Thánh Vương xuất hiện ở thế gian, tất cả tỷ vương đều quy hướng Bồ Tát là con của đấng Pháp Vương, cũng lại như thế, nếu phát tâm đại Bồ Đề, tất cả trời người Atula ở trong thế gian đều đảnh lễ quy hướng. Là như chúng sinh mộng phước tuy gặp được cơn mưa báu nhưng không tiếp nhận được gì, các loại chúng sinh không trọng thiện căn cũng giống như vậy, tuy phát tâm Bồ Đề nhưng không thành tựu. Là như thế gian, nếu không có giống mía thì không thể sinh vị ngọt, Bồ Tát cũng vậy, nếu không có hạt giống tâm đại Bồ Đề thì không thể thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn, quyển 6 hết. Quyển đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.